Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa Tập 10. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Đài Bắc Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lật quyển giảng nghĩa trang 19, đếm ngược hàng thứ năm, xin xem đoạn thứ tư. Cực lạc thế giới thắng ư thập phương giả, thủ tại đế nghiệp phàm phu, nhất sanh bỉ quốc tiện bất thối chuyển. Nếu như nói cực lạc thế giới y báo và chánh báo, trang nghiêm, thù thắng, Đức Thế Tôn tại trong kinh đã bảo với chúng ta, đích thật còn có rất nhiều chư Phật thế giới hoàn cảnh còn tốt hơn Tây Phương Cực Lạc thế giới và thù thắng hơn. Thế nhưng mang nghiệp vãng sanh, sanh đến cõi Cực Lạc thì viên chứng tam bất thối. Chỉ có một điều này là mười phương thế giới không có. Đây là chúng ta nhất định nên biết. Nếu không thì tương lai nhìn thấy Phật tại trong kinh có nói rất nhiều chư Phật sát độ còn trang nghiêm hơn Tây Phương thế giới, còn thù thắng hơn Tây Phương thế giới. Vì sao Phật không bảo chúng ta đi vãng sanh mà lại bảo chúng ta phải vãng sanh Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật? Nên biết rằng mỗi một chư Phật sát độ đều có đặc trường của nó và sự thù thắng của nó. Nhưng đối với chúng ta mà nói, viên chứng tam bất thối là thù thắng không gì sánh bằng. Điểm này chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Đế nghiệp tức là mang nghiệp. Thật tại mà nói, có người nào mà không mang nghiệp? Chỗ này nói được rất hay. Phàm phu, phàm phu mang nghiệp nặng. Theo trạng huống thông thường mà nói thì chẳng có biện pháp siêu việt luân hồi, tức là họ mang nghiệp nặng. Nhị thừa Bồ Tát tuy có mang nghiệp, họ mang được nhẹ. Bồ Tát chỉ mang vô minh. Ngoại trừ nhị thừa mang vô minh, còn phải mang thêm trần sa hoặc. Họ đã đoạn hết kiến tư phiền não, họ không mang cái này. Còn hạng phàm phu kiến tư phiền não một phẩm cũng chưa đoạn, phiền não rất nặng, cho nên cảm thọ quả báo của tam ác đạo. Cho dù phiền não có nhẹ, chỉ là phước báo nhân thiên. Nói tóm lại một câu là họ không ra khỏi luân hồi.
Thế nhưng sanh đến cực lạc, sanh phàm thánh đồng cư độ. Đây là phàm phu mang nghiệp vãng sanh. Phía trước đã có giới thiệu qua. Phương tiện hữu dư độ là hàng nhị thừa mang nghiệp vãng sanh. Thật báo trang nghiêm độ là đại thừa Bồ Tát mang nghiệp vãng sanh. Không có nói là không mang nghiệp. Điểm này chúng ta phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Chỗ này đặc biệt nói về phàm phu. Sanh đến cực lạc thì bất thối chuyển. Đây là cảnh giới thân chứng của tổ sư. Và căn cứ theo kinh luận, vì chúng ta nói ra sanh đến Tây Phương thế giới thì viên chứng tam bất thối. Điều này vô cùng thù thắng, bất khả tư nghị. Mười phương sát độ tuyệt đối không thể sánh bằng. Lại xem tiếp, bất thối hữu tâm, tức là có ba đại loại bất thối. Loại thứ nhất là vị bất thối. Vị chúng tôi nói là địa vị, là địa vị của thánh nhân. Nhập thánh lưu, không đọa phàm phu. Trong tiểu thừa, ngôi vị sơ quả là nhập thánh lưu. Đây là bậc thánh nhân chứng được sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Đây là bậc thánh nhân. Tuy họ chưa ra khỏi tam giới, nhưng tuyệt đối không đọa xuống tam ác đạo. Phật tại trong kinh nói, Tu Đà Hoàng còn 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian, thì chứng quả là hắn, thì ra khỏi tam giới. Hay nói cách khác, tức là họ ở trong lục đạo luân hồi có một kỳ hạn nhất định, tuyệt đối không tới 8 lần, 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian. Cho nên họ là vị bất thối. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng, cho dù bậc thánh tiểu thừa này 7 lần lên xuống cõi trời và nhân gian, là vừa đúng lúc ấy ở thế gian không có Phật trụ thế, họ có thể thành tựu hay không? Họ cũng có thể thành tựu. Sự thành tựu này gọi là độc giác, tức là một loại ở trong duyên giác, gọi là độc giác. Do đây có thể biết họ là tuyệt đối không có 8 lần. Tuy nhiên mạng sống của nhân gian thì ngắn, mạng sống của cõi trời thì dài. Cho nên cái con số thọ mạng 7 lần lên xuống thì theo cách nhìn nhục nhãn của phàm phu chúng ta cũng là con số thiên văn. Con số đó rất lớn. Nếu như theo trên quả vị đại thừa mà nói, đây là Bồ Tát của viên giáo sơ tính vị, là viên giáo đại thừa. Ngôi vị sơ tính này thì cũng như sơ quả của tiểu thừa. Nhưng quý vị nên biết, sơ tính đại thừa chỉ là nói đoạn phiền não, cùng với sơ quả tiểu thừa là tương đồng, cũng là đoạn hết tam giới 88 phẩm kiến hoặc.
đây là tương đồng. Còn như trí huệ, thần thông, đạo lực thì sơ quả tiểu thừa chẳng có biện pháp sánh bằng với Bồ Tát của sơ tính vị. Đây là sơ tính vị mà đã vượt hơn họ quá nhiều. Loại thứ hai là hành bất thối, đoạn kiến tư, phục trần sa, hằng độ sanh, không đọa nhị thừa. Đoạn này là nói về Bồ Tát. Bồ Tát không bao giờ thối chuyển xuống tiểu thừa thì gọi là hành bất thối. Do đây có thể biết, nếu Bồ Tát thối chuyển xuống tiểu thừa thì nhất định là không ít, số lượng nhất định là rất nhiều. Vì sao họ lại thối chuyển xuống tiểu thừa? Vì chúng sanh khó độ. Trong kinh Địa Tạng có nói, là nói chúng sanh của Diêm Phù Đề chúng ta tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Cho nên Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, cũng có lúc chúng sanh không chịu nghe lời dạy, thậm chí hiểu sai lệch lòng từ bi thiện ý của Bồ Tát, thường thường khiến cho tâm của Bồ Tát thối chuyển xuống tiểu thừa. Tâm từ bi của hàng tiểu thừa không lớn. Không phải họ không độ chúng sanh, chúng sanh phải đi cầu họ, phải đi tìm họ, họ cũng giúp đỡ, họ cũng giáo hóa chúng sanh. Nhưng họ không chủ động đi độ chúng sanh, họ không chịu chủ động, không như hàng Bồ Tát. Bồ Tát, chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: tác chúng sanh bất thỉnh chi hữu, tức là chúng sanh không tìm họ, Bồ Tát chủ động đi tìm chúng sanh để khuyên nhủ chỉ dẫn chúng sanh. Hàng tiểu thừa thì không chịu làm cách này, sợ rắc rối, sợ rôm ra. Đoạn kiến tư thì cùng với A-la-hán tiểu thừa như nhau, phục trần sa thì vượt hơn A-la-hán. A-la-hán và Bích Chi Phật hãy còn trần sa hoặc chưa đè phục. Bồ Tát có khả năng đè phục trần sa hoặc. Hằng độ sanh trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện có nói: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Họ tuyệt đối không còn thối chuyển, họ độ chúng sanh. Cho nên nói họ tuyệt đối không còn thối chuyển xuống hàng nhị thừa, họ không còn chỉ biết lo cho mình, thì gọi là hành bất thối. Loại thứ ba là niệm bất thối. Đến ngôi địa vị này thì cao, phá vô minh, hiển Phật tánh, niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải. Tức là kiến tư và trần sa đã đoạn hết, vô minh cũng đã đoạn được mấy phần, chưa có hoàn toàn đoạn hết. Như trong kinh Đại Thừa thường nói, Bồ Tát có 41 phẩm vô minh, nếu đoạn được một phẩm thì là niệm bất thối. Đoạn được một phẩm tức là trong Thiền Tông nói là minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh thì họ cùng với những người chưa kiến tánh hoàn toàn không đồng.
cái không đồng này ở tại chỗ nào? Những người chưa kiến tánh, như chúng ta dùng cái tâm này gọi là tám thức, 51 tâm sở. Chúng ta dùng là dùng cái tâm này. Ở trong duy thức nói tám thức, 51 tâm sở. Những thứ này đều là vọng tâm. Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận liệt nó vào pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là pháp sanh diệt. Tâm của chúng ta là tâm sanh diệt. Chúng ta đều dùng cái tâm này. Người kiến tánh thì khác hẳn. Người kiến tánh là dùng chân tâm. Chân tâm không sanh không diệt. Cho nên hoàn toàn là không tương đồng. Cho nên họ thật sự là niệm bất thối. Niệm là cái gì? Niệm là chân tâm. Hay nói cách khác, họ dùng chân tâm tuyệt đối không còn thối chuyển, dùng lại vọng tâm là không bao giờ. Gọi là niệm bất thối. Niệm là cái ý nghĩa này. Phật dùng chân tâm, họ cũng dùng chân tâm. Cho nên nói niệm niệm thâm nhập vào quả vị của Như Lai, cùng với Phật dùng là một cái tâm. Cổ nhân có nói một tỷ dụ, đem chân tâm của Phật tỷ dụ là trăng tròn như mặt trăng ban đêm. Mặt trăng ngày rằm là tròn đầy, một tí khiếm khuyết cũng không có. Còn tâm của Bồ Tát vừa mới chứng đắc phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì giống như mùng 2, mùng 3, mặt trăng lưỡi liềm. Tuy rằng chỉ có một tí tì ánh sáng, nhưng nó thật sự là ánh sáng của mặt trăng, không phải giả. Bạn không thể nói nó là giả. Dùng mặt trăng để làm tỷ dụ, Bồ Tát và Phật là dùng chân tâm. Còn hạng phàm phu và nhị thừa và quyền giáo Bồ Tát chưa kiến tánh, họ dùng cái tâm đó cũng có một tỷ dụ, là giống như mặt trăng dưới nước. Bạn xem dưới nước có ánh mặt trăng, đó cũng là mặt trăng, là mặt trăng giả, là vọng tâm, không phải chân tâm. Cho nên khi Bồ Tát phá được một phẩm vô minh, họ dùng là chân tâm. Cái niệm này tức là chân tâm. Họ không bao giờ thối chuyển dùng lại vọng tâm. Họ và Phật đồng dùng một cái tâm. Tại trong Bách Pháp có nói đồng sanh tánh và dị sanh tánh. Cái khác biệt tức là nói sự việc này. Đồng sanh tánh tức là cùng với Phật đồng dùng một cái tâm, là Bồ Tát của niệm bất thối. Dị sanh tánh, cái hành bất thối và vị bất thối đó đều là dị sanh tánh. Họ chưa có thấy được chân tâm, chưa có thấy được bản tánh. Nhất định phải thấy tánh thì mới cùng với Phật tương đồng, là đồng sanh. Chưa có thấy tánh thì cùng với Phật không đồng, gọi là dị sanh tánh. Niệm niệm lưu nhập Như Lai giác hải. Như Lai giác hải ở trong danh từ Phật học gọi là Tát Bà Nhược Hải. Chúng ta thường hay nhìn thấy cái danh từ này, Tát Bà Nhược Hải tức là Như Lai giác hải, cũng dịch thành nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí tức là trí huệ viên mãn của trên quả địa Như Lai. Cái danh từ này tuy khác nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Thử độ tu chứng tam chủng bất thối. Chúng ta lại xem phía dưới đoạn này.
Thử đột là nói ta bà thế giới của chúng ta. Ngoài ta bà thế giới, tình hình của trong mười phương chư Phật sát độ cùng với cái thế giới này của chúng ta không kém bao nhiêu, phần lớn đều tương đồng. Cho nên nhìn thấy cõi này thì cũng có thể nhìn thấy những thế giới khác. Cùng với chỗ khác nhau của Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta có thể thấy được rõ ràng. Lợi thứ nhất là vị bất thối, là tạng giáo sơ quả. Đây là nói theo tứ giáo của Tông Thiên Tài, tức là tạng thông biệt viên. Trong tạng giáo tức là tiểu thừa, là sơ quả tiểu thừa, là thuộc về ngôi vị này. Thông giáo thì cùng với kiến địa Bồ Tát, ngôi vị này bằng nhau. Biệt giáo sơ trụ và viên giáo sơ tính, tức là sơ tính của thập tính vị. Đây là tứ giáo khác nhau, nhưng họ đã đoạn phiền não. Quả vị chứng được là bằng nhau, cũng tức là sơ quả tiểu thừa bằng với kiến địa của thông giáo, bằng với biệt giáo sơ trụ, bằng với viên giáo sơ tính. Chữ bằng này khi nãy có nói chỉ là đoạn hoặc bằng nhau, trí huệ thì không bằng nhau. Trí huệ của viên giáo thì cao hơn biệt giáo, biệt giáo thì cao hơn thông giáo, thông giáo thì cao hơn tạng giáo. Cho nên nói là viên giáo cao nhất. Thứ hai là hành bất thối. Trong tạng giáo không có hành bất thối, và trong tiểu thừa cũng không có. Bởi vì Bồ Tát thối cư tiểu thừa, đương nhiên thì trong tiểu thừa không có hành bất thối. Thông giáo là Bồ Tát, biệt giáo là thập hồi hướng, viên giáo là thập tính vị. Thứ ba là niệm bất thối. Trong thông giáo không có niệm bất thối, bởi vì thông giáo Bồ Tát chưa kiến tánh, Phật của thông giáo cũng chưa kiến tánh. Phải tới biệt giáo sơ địa và viên giáo sơ trụ đều phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đạt đến cái cảnh giới này thì là niệm bất thối. Những trạng huống này trong mười phương thế giới cũng gần như nhau. Yếu dạy nói, ngũ nghịch thập ác, mười niệm thành tựu, mang nghiệp vãng sanh, sanh hạ hạ phẩm, đều được tam bất thối. Đoạn này là Đại sư Ngẫu Ích vì chúng ta nói. Đại sư Ngẫu Ích nhất định là người tái lai. Ngài làm chú yếu giải chỉ mất thời gian có 9 ngày thì làm xong kinh Di Đà yếu giải. Vào năm đầu dân quốc, chúng ta đều biết Đại sư Ấn Quang là Tây Phương Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại sư Ấn Quang tán thán yếu giải rằng, cho dù chư Phật có làm lại chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn Ngài. Lời tán thán này tức là tán thán yếu giải đến chỗ cùng cực.
Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán. Vậy thì Đại sư Ngẫu Ích cứu cánh là hạng người gì? Nếu không phải là A-di-đà Phật tái lai thì nhất định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Cho nên mới có thể giải thích được viên mãn như vậy. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến, hiện nay trên thế giới này có xuất hiện rất nhiều Phật Bồ Tát. Thường thường người này tự nói mình là Bồ Tát gì đó tái lai, người kia tự nói mình là Phật gì đó tái lai. Như vậy là đem lại rất nhiều nghi hoặc khó khăn cho chúng ta. Họ có phải thật sự là Phật Bồ Tát tái lai hay không? Giả như là thật sự họ nói rồi thì phải ra đi, nói rồi mà không ra đi, vẫn còn ở thế gian này. Vào thời xưa thì không có cái lệ này. Đại sư Ấn Quang không có nói Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai, Ngài không có nói. Là do người khác nói. Người khác nói cũng có căn cứ. Tại trong Vĩnh Tư Tập có viết một bài, quý vị hãy xem thì hiểu rõ. Nói rằng có một cô gái đến gặp Đại sư Ấn Quang, đem câu chuyện trong mộng nói cho Đại sư Ấn Quang nghe. Đại sư Ấn Quang liền mắng cô ta một trận và bảo cô với cô rằng cô không thể nói cho người thứ hai nghe, vĩnh viễn không được nói ra. Nếu cô nói ra thì cô về sau không được đến đây gặp ta. Rất là nghiêm khắc vỡ trách cô ta. Mãi cho đến Đại sư Ấn Quang đã vãng sanh thì cô ta mới đem câu chuyện này công bố ra cho mọi người biết, nói rõ Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân. Câu chuyện này là do một nữ học sinh rất còn trẻ, là một nữ học sinh lớp đệ thất. Cô ta nằm chiêm bao, thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta không tin Phật, nhưng mọi người đều biết Quán Thế Âm Bồ Tát, nhà nhà Quán Thế Âm, hộ hộ Di Đà Phật. Cho nên những người không tin Phật cũng có thể thấy được hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát bảo với cô rằng Đại Thế Chí Bồ Tát đang ở trên Thượng Hải giảng kinh, nói cô ta cùng với Bồ Tát có duyên, cô nhất định phải đi gặp Ngài. Cô hỏi là ai vậy? Quán Thế Âm Bồ Tát bảo với cô rằng là Pháp Sư Ấn Quang. Cô ta cũng không biết ai là Pháp Sư Ấn Quang, trải qua thời gian rất lâu mới tìm được, bởi vì cô ta đối với tình hình giới Phật giáo cũng không quen biết. Giờ đó biết được là Đại Thế Chí Bồ Tát hóa thân. Trong yếu giải nói tội ngũ nghịch thập ác, đây là nói người thế gian tạo tác tội nghiệp rất nặng. Tội ngũ nghịch tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. Dĩ nhiên là bạn tìm không ra vị A-la-hán thì bạn làm sao giết họ được? A-la-hán là đại biểu cho vị thầy của mình. Giết hại thầy thì cũng như giết A-la-hán. Làm thân Phật ra máu. Nên biết rằng phước báo của Phật rất lớn. Bất cứ người nào muốn giết hại Phật cũng không thể được. Nhưng khiến cho Phật bị thương một tí, chảy một tí máu thì cũng có thể. Nhưng muốn giết hại Phật thì không thể được. Phước báo của Phật rất lớn. Làm thân Phật ra máu và phá hòa hợp tăng gọi là tội ngũ nghịch.
Bởi vì tăng đoàn hòa hợp trụ ở thế gian này, đây là người thế gian có phước, là phước điền chân thật của người thế gian. Phật pháp là chánh pháp, phải nhờ tăng đoàn hòa hợp để truyền thừa. Cho nên phá tăng đoàn hòa hợp là một cái tội cực đại trọng tội. Phạm năm tội này đều phải đọa xuống địa ngục A Tỳ. Thập ác tức là phản diện của thập thiện nghiệp đạo. Thân thì sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng thì vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, tức là nói lời thiêu dịch. Ý thì tham sân si. Đây là người phạm tội ngũ nghịch thập ác, là ác nghiệp cực trọng. Một đời tạo tội ác nghiệp cực trọng, nếu như lúc sắp mạng chung mà gặp được thiện tri thức khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, sau khi họ nghe rồi liền lập tức có thể giác ngộ, lập tức liền sám hối. Giác ngộ tức là sám hối. Quý vị nên biết giác ngộ tức là sám hối. Phải chân thật giác ngộ, hồi đầu thành tâm thành ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Một niệm hoặc mười niệm đều được vãng sanh, thì gọi là mang nghiệp vãng sanh. Hạ hạ sanh hạ hạ phẩm, đây là cử ra một thí dụ để nói. Bởi vì tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm trung mà chịu sám hối thì được vãng sanh, nhưng phẩm vị không nhất định. Hoàn toàn là xem lực lượng của sự sám hối. Nếu bạn thật sự thành tâm hối cải, hối cải được 100% thì phẩm vị đó rất cao. Cho nên chỗ này cử ra thí dụ thấp nhất, hạ hạ phẩm. Còn như vậy phẩm vị cao thì không cần nói nữa. Chúng tôi tại trong tạng kinh thấy được kinh A Xà Thế Vương là nói vua A Xà Thế. Chúng tôi tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật thấy được ông ta đã tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ông ta nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một kẻ ác. Đề Bà Đạt Đa xúi dục ông ta. Lúc đó ông ta là thái tử, xúi dục thái tử hãy giết chết vua cha, thì thái tử làm hoàng đế. Còn ta giết chết Thích Ca Mâu Ni Phật thì ta làm Phật, thái tử làm tân vương, ta làm tân Phật, cùng nhau giáo hóa chúng sanh. Thì thái tử A Xà Thế nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, giết cha hại mẹ, bắt mẹ cầm trong thâm cung, phá hòa hợp tăng, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Một vị ác vương như vậy, nhưng lúc lâm chung ông ta biết sám hối. Ông biết được một đời tạo tác tội nghiệp của mình là đã làm sai lầm. Ông ta thật sự sám hối, niệm Phật, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Phật nói ông ta đã được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phẩm vị gì? Là thượng phẩm trung sanh. Điều này chúng ta có tưởng cũng tưởng tượng không tới. Phẩm vị của ông ta được cao như thế, đây là nhờ lực lượng của sự sám hối. Cho nên từ cái thí dụ này, chúng ta cũng được một sự giáo huấn rất tốt. Tuyệt đối không nên coi thường những người tạo ác nghiệp.
không nên khi dễ họ, không nên coi thường họ. Nói không chừng lúc lâm chung họ vừa sám hối thì họ đã ở phía trước chúng ta, còn chúng ta suốt đời niệm Phật mà vẫn còn ở phía sau. Điều này nên biết, không nên coi thường chúng sanh. Đây là nói công đức của sự sám hối bất khả tư nghị. Người thế gian chúng ta cũng thường nói lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Không nên xem họ làm việc ác. Nếu họ sau khi hồi đầu, những người tốt thông thường sánh với họ cũng không bằng. Họ thật sự là người tốt. Nhưng có một sự việc nhất định phải hiểu rõ, nếu không thì sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, khiến cho chúng sanh hiểu lầm, nghĩ rằng lúc lâm chung còn có thể sám hối được vãng sanh, bây giờ cứ làm thêm một tí việc ác cũng không sao. Nếu mà có cái ý niệm này thì là sẽ khiến cho chúng sanh hiểu lầm. Điều này nhất định, điều này chúng ta nhất định phải hiểu. Được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là phải có đại nhân duyên. Trong kinh nói cho chúng ta biết, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh cõi Cực Lạc. Như vua Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm thì được vãng sanh. Đó là thiện căn phước đức nhân duyên của vua Xà Thế đầy đủ, không phải là ngẫu nhiên. Vì vậy tuyệt đối không nên có cái tâm cầu mai. Nếu có cái tâm này thì bạn đã sai lầm, là quá đổi sai lầm. Không nên có cái tâm cầu mai này. Người ác lúc lâm chung được giáng sanh là cái đạo lý gì? Theo cách nhìn của người thế gian thông thường, chúng ta hình như không công bình. Chúng ta suốt đời đoạn ác tu thiện, phẩm vị vãng sanh cũng không được cao. Còn họ làm nhiều việc ác mà phẩm vị vãng sanh còn cao hơn chúng ta. Đây đích thật là khiến cho lòng người bất bình. Thật ra chúng ta chẳng có nhìn thấy việc làm quá khứ của người ta. Những hạng người này trong đời quá khứ có tu đại thiện căn và đại phước đức, chỉ vì ở trong đời này chẳng có gặp được thiện duyên, gặp được ác duyên, thì họ gặp được ác duyên thì bị mê hoặc, cho nên họ mới làm việc ác. Tuy rằng đã tạo các ác nghiệp này, xét đến cùng thiện căn phước đức của họ rất là thâm hậu, cho nên lúc lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở cho họ thì họ lập tức giác ngộ. Cho nên họ không phải là người tầm thường. Người tầm thường tuyệt đối làm không nổi. Cho nên cổ đức vì chúng ta nói rõ việc vãng sanh như thế này, ít nhất phải đầy đủ ba điều kiện. Hãy nghĩ xem ba điều kiện này chúng ta có đầy đủ hay không. Nếu không đầy đủ ba điều kiện này, lúc lâm chung nhất định là đọa xuống tam ác đạo. Cho nên là một con đường rất nguy hiểm, không phải là con đường chính đáng. Điều kiện thứ nhất là lúc lâm chung thần thức phải rõ ràng, đầu óc phải rất tỉnh táo. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát bà con, bạn bè, hoặc là bạn đến bệnh viện, hãy xem bệnh nhân sắp qua đời, nhìn xem đầu óc của họ có tỉnh táo hay không. Nếu không tỉnh táo thì là xong rồi. Thật là quá khó, quá khó. Những người lúc lâm chung mà thần thức được rõ ràng tỉnh táo, đây là họ có đại phước báo. Cho dù không có học Phật, họ cũng không đọa xuống tam ác đạo. Tại vì sao? Vì đầu óc của họ tỉnh táo. Làm gì có đạo lý những người đầu óc tỉnh táo đi đầu thai vào tam ác đạo?
phàm là đi đầu thai ta mắc đạo đều là đầu óc rối loạn không rõ ràng. Những người rất rõ ràng không bao giờ đi vào tam ác đạo. Đây là điều kiện thứ nhất, vô cùng hiếm có. Tương lai chúng ta lúc lâm chung mà có thể bảo đảm thần thức được rõ ràng tỉnh táo, đây là một vấn đề rất lớn. Điều kiện thứ hai là trong lúc giai đoạn quan trọng này có thể gặp được một vị thiện tri thức hay không, đến đánh thức và khuyên bạn niệm Phật. Rất nhiều người suốt đời niệm Phật, đến lúc sắp mạng chung thì câu niệm Phật đã thì câu Phật hiệu đã quên mất. Là thật đấy, tôi đã thấy qua. Đến lúc lâm chung họ không buông xuống, tham sống sợ chết, không dám niệm Phật. Nghe người ta niệm Phật thì trong lòng chán ghét. Cho nên cái điều kiện thứ hai là giây phút quan trọng lúc lâm chung gặp được thiện tri thức nhắc nhở cho bạn niệm Phật. Điều kiện thứ ba là khi nghe được thiện tri thức khuyên bạn, có chịu lập tức hồi đầu hay không? Nếu không chịu lập tức hồi đầu, đối với cõi thế gian này còn lưu luyến. Ở cõi thế gian này vẫn còn có rất nhiều người xưa kia cùng với bạn xích mích với nhau. Sự xích mích này làm cho cái tâm sân hận của bạn không thể buông xuống, điều là sự chướng ngại không thể vãng sanh. Hãy suy nghĩ xem, trong một sát na lúc lâm chung, ba điều kiện này chúng ta có đầy đủ hay không? Đây là việc khó, là quá khó quá khó, chẳng có cách nào dự liệu. Tổ sư Đại Đức mới khuyên bảo chúng ta. Tổ sư Đại Đức mới khuyên bảo chúng ta lúc bình thường phải dụng công. Lúc bình thường phải tu phước, phải đoạn ác tu thiện, phải tích công lũy đức. Tại vì sao? Vì hy vọng lúc lâm chung thần thức được rõ ràng tỉnh táo. Tức là chúng ta suốt đời tu phước mà không cần hưởng phước, hy vọng lâm chung thần thức được rõ ràng tỉnh táo, chúng ta cầu cái phước báo này, đó thì được rồi, thì nhất định được sanh. Đây là nói về sự sám hối được vãng sanh rất là khó. Công lực của sự sám hối miễn cưỡng cũng không cao lắm, bởi vì họ sanh đến Tây Phương gọi là thế giới là hạ hạ phẩm, là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm. Nhưng khi đến Tây Phương gọi là thế giới cũng được tam bất thối. Quý vị hãy suy nghĩ xem, được tam bất thối thì bằng với biệt giáo sơ địa, bằng với viên giáo sơ trụ, đây là ngôi địa vị gì? Trong thiền tông thường nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, là ngôi địa vị này, tức là viên giáo sơ trụ, biệt giáo sơ địa. Viên giáo tuy là sơ trụ Bồ Tát, địa vị không cao lắm, nhưng họ đã chứng được pháp thân. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là pháp thân đại sĩ, họ đã nhập vào dòng pháp thân đại sĩ. Trong phẩm Phổ Môn có nói 32 ứng thân. Đáng được thân Phật mà được độ thoát, tức hiện thân Phật mà vì thuyết pháp. Họ có cái khả năng này, có khả năng tùy loại hóa thân, có khả năng thị hiện bát tướng thành đạo. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm về trước giáng sanh
tại Ấn Độ thị hiện thành Phật. Bồ Tát của Viên Giáo Sơ Trụ thì có tư cách này, thì có khả năng thị hiện. Cho nên nói kiến tánh thành Phật, họ thật sự được thành Phật, nhưng không phải viên mãn Phật. Trong thông tông Thiên Thai nói là phân chứng Phật, viên mãn Phật thì vượt hơn đẳng giác, là ngôi vị diệu giác, đó là viên mãn Phật. Đây là vì cực lạc thế giới có được thù thắng như vậy, mười phương thế giới không có cách nào sánh bằng cõi cực lạc. Ngày nay chúng ta mong cầu, tức là hy vọng được sanh tịnh độ. Nhân duyên cực lạc bất thối có năm điều. Chúng ta đem cái đạo lý này và cái sự thật này nắm được rõ ràng, đối với Tây Phương cực lạc thế giới thì không còn nghi hoặc nữa. Cái tâm đã định, như trong Kinh Kim Cang có nói, cái tâm này thật sự đã an trụ tại Tây Phương tịnh độ, an trụ tại A Di Đà Phật. Điều thứ nhất là nguyện lực đại bi của Di Đà Nhiếp Trì. Điều này là nguyện lực, tức là 48 lời nguyện. 48 lời nguyện, tuy rằng có nói 48 điều, nhưng mỗi một điều, mỗi một lời nguyện của nó đều nhiếp lẫn nhau. Trong mỗi một lời nguyện đều bao gồm 47 lời nguyện khác, thì giống như ngọn đèn vậy, chúng ta có 48 ngọn đèn. Ánh sáng của mỗi một ngọn đèn đều làm nhiếp ánh sáng của những ngọn đèn khác. Cho nên chúng ta không nên chỉ xem một ngọn, phải xem hết mỗi một nguyện. Mỗi một nguyện đều là toàn thể của 48 lời nguyện, bạn phải xem như vậy thì cái nghĩa chân thật của nó bạn mới có thể thể hội được. Đích thật là một lời nguyện, tức là 48 lời nguyện. Bất cứ một lời nguyện nào cũng là 48 lời nguyện. Nguyện nguyện đều viên mãn. Nhờ nguyện lực của 48 lời nguyện gia trì thì bạn không bao giờ thối chuyện nữa. Trong 48 lời nguyện của Phật nói được rất rõ ràng, rất minh bạch, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới đều là A Di vị trí Bồ Tát. Cái địa vị A Di vị trí Bồ Tát rất cao, không phải Viên Giáo Sơ Trụ mà là Viên Giáo Thất Địa trở lên. Là Viên Giáo Thất Địa trở lên, biệt giáo không có. Biệt giáo Phật là Bồ Tát của Viên Giáo Nhị Hành Vị. Trong biệt giáo Tam Hành Vị cũng không có, đã siêu biệt. Cho nên bạn mới hiểu được vượt hơn biệt giáo Thập Địa Bồ Tát quá nhiều quá nhiều. Thật quá là không thể so sánh. Đây là nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì, không phải công phu tu hành của chính chúng ta, là được nguyện lực gia trì. Điều thứ ba là quang minh thường chiếu, bồ đề tâm tăng tiến. Năm điều nguyên nhân này ý nghĩa bất khả tư nghị, là vô cùng viên mãn. Nhờ đại nguyện của Phật Nhiếp Trì thì bạn vĩnh viễn không còn thối chuyển, đem bạn nâng cao đến thất địa trở lên, không bao giờ đọa xuống. Sau đó nghe lời
dạy bảo của Phật, Phật quang thường chiếu, thì công phu của bạn càng sâu, phiền não của bạn dần dần tiêu trừ, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não cũng đồng thời dần dần tiêu mất. Thì trí huệ tăng trưởng. Đây là quang minh của Phật gia trì, khiến cho công phu của bạn không ngừng tiến bộ. Điều thứ ba là lục trần, nước chim đều diễn thiết diệu pháp, tăng trưởng chánh niệm. Nói đến lục trần thiết pháp, bên trong này thì đã bao gồm A-di-đà Phật thiết pháp và mười phương chư Phật thiết pháp. Nếu như nói A-di-đà Phật thiết pháp và mười phương chư Phật thiết pháp thì không thể bao gồm lục trần, không thể bao gồm nước và chim. Nói đến nước và chim thì nhất định phải bao gồm A-di-đà Phật và mười phương chư Phật. Cũng tức là nói bạn nghe pháp không có lúc nào gián đoạn. Chẳng những có thể bảo trì chánh niệm, chánh niệm mà chánh niệm không ngừng nâng lên cao. Chúng ta ở cõi thế gian này tu hành, cái khó khăn ở tại đâu? Là không có nguyện lực của Phật gia trì. Tu hành ở mười phương thế giới cũng như vậy, không có Phật lực gia trì, cũng không có quang minh của Phật thường chiếu cho bạn. Vậy thì quang minh của ai thường chiếu cho bạn? Là quang minh của ma thường chiếu cho bạn. Thật là không ra khỏi bàn tay của ma, rất là phiền phức. Cho nên ở cõi thế gian này, mỗi ngày chúng ta không phải tăng trưởng Bồ Đề Tâm, mà là mỗi ngày tăng trưởng phiền não vọng tưởng. Điều này không thể được. Cho nên ở cõi thế gian này, chúng ta một đời không bằng một đời, một đời so với một đời đọa xuống. Cái chân tướng sự thật này phải rõ ràng. Nếu bạn không tin, bạn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ. Chúng ta trong đời này, trong một năm này, trong một ngày này, từ sáng đến tối, ý niệm trong tâm của chúng ta là ác niệm nhiều hay là thiện niệm nhiều, thì bạn đã hiểu rõ. Nếu như ác niệm nhiều hơn thiện niệm, thì đời sau của chúng ta không bằng đời này. Giả như thiện niệm chúng ta nhiều hơn ác niệm, thì chúng ta có thể tin tưởng đời sau sẽ tốt hơn đời này, cuộc sống sẽ tốt hơn đời này. Nếu như nói ác niệm nhiều hơn thiện niệm thì là rất phiền phức. Đây là sự quan sát rất phù hợp khoa học, một tí cũng không mê tín. Nghe chánh pháp rất quan trọng. Ba ngày mà không nghe chánh pháp thì là mê hoặc điên đảo. Phong hóa của xã hội rất là xấu xa. Lực lượng chánh pháp của chúng ta rất yếu kém, chống không lại tạp khí xấu xa của xã hội. Hai mươi mấy năm về trước, tôi ở Đài Trung tham gia những buổi giảng Phật học từ quan của thầy Lý. Những buổi giảng này kéo dài 4 tuần lễ, tức là thời gian 1 tháng.
học sinh đến từ khắp nơi. Trong 4 tuần lễ, mỗi ngày nghe giảng Phật Pháp, đích thật là cũng có thay đổi. Tình hình lúc học sinh bắt đầu nghe giảng cho đến ngày kết thúc, nhìn thấy thì rất có tiến bộ. Nhưng thầy Lý cũng rất cảm khái mà nói, chúng ta đã mất thời gian 4 tuần lễ thiết giảng Phật Pháp, khiến cho tâm họ được thanh tịnh và tăng trưởng chánh niệm. Nhưng khi họ vừa rời khỏi giảng đường chúng ta, đi vào dạp chiếu bóng xem điện ảnh 2 tiếng đồng hồ, thì khôi phục lại nguyên trạng. Điều này là thật đấy, không phải là giả. Xã hội ngày nay là một cái lu nhộm lớn. Hiện nay sự ô nhiễm so với 20 năm về trước còn nhiều hơn không biết là bao nhiêu lần. Bạn mới biết được là khó, là quá khó, quá khó. Hoàn cảnh là quang minh của ma, là ánh sáng của ma. Đây là sự việc phiền phức. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, chư Phật Bồ Tát thuyết pháp, lục trần nước và chim thuyết pháp, hay nói cách khác, thời gian nghe pháp của chúng ta rất dài, vĩnh viễn không có gián đoạn. Hay nói cách khác, ở trên đạo nghiệp gọi là chân tinh tấn. Đây là nguyên nhân thứ ba không thoái chuyển. Điều thứ tư là tất cả chư Đại Bồ Tát đều là bạn tốt. Bên ngoài không tà ma, bên trong không phiền não. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có thể nói là đều là A Di Việt Chí Bồ Tát. Ai ai cũng là A Di Việt Chí Bồ Tát. Phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh cũng là A Di Việt Chí Bồ Tát. Tại vì sao? Vì được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Hay nói cách khác, ai ai cũng là thất địa Bồ Tát trở lên. Huống chi là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi. Các bậc thượng thiện là chỉ cho đẳng giác Bồ Tát. Nhân số của đẳng giác Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rất nhiều. Kế đến là thập địa Bồ Tát, kế đến là cửu địa Bồ Tát, lại kế đến là bát địa Bồ Tát, còn thất địa Bồ Tát thì rất ít. Nhân số rất ít, không có thất địa trở xuống. Mức độ thấp nhất là thất địa A Di Vị Trí Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát đều là bạn tốt. Bạn quen biết đều là Đại Bồ Tát. Đều là đẳng giác Bồ Tát. Cùng chung với họ tu hành thì bạn làm sao có thể thối chuyển? Không thể thối chuyển. Những vị thầy ở Tây Phương thế giới là giỏi nhất, bạn lòng học cũng giỏi nhất. Cho nên bên ngoài không có ma sự, không có tà tri tà kiến. Trong tâm cũng không có nổi dậy tham sân si mạng. Đây là nguyên nhân bất thối của bạn. Nhìn trở lại cõi thế gian này của chúng ta, chúng ta ở cõi thế gian này, cho dù bạn có lòng tốt phát tâm, hoặc là xuất gia, hoặc là tại gia tu hành, những vị đồng tham đạo hữu ở xung quanh bạn, họ cũng là phàm phu. Hạng phàm phu thì có vọng tưởng, có phiền não. Cái phiền não lớn nhất là tật đố, ganh ghét, làm chướng ngại bạn.
Bạn muốn tu học có được thành tựu, người khác thấy, nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu. Họ nghĩ ra phương pháp làm cản trở bạn, họ nghĩ ra phương pháp hãm hại bạn. Cái chuyện này rất phổ thông, chỗ nào cũng có. Ở trong đạo tràng, người xuất gia cũng không ngoại lệ. Không phải là vừa xuất gia thì trở thành thánh nhân, người xuất gia vẫn là hạng phàm phu. Đức Thế Tôn lúc còn tại thế, chúng tôi tại trong kinh điển nhìn thấy, trong kinh ghi chép có bọn lục quần tỳ kheo. Bọn chúng đều là theo Phật xuất gia, ở trong tăng đoàn của Phật. Bọn chúng không nghe lời dạy của Phật, thường hay bướng bỉnh, gây sự nhiễu loạn. Điều muốn làm chướng ngại những vị chân tu. Bọn chúng làm những việc ác trong xã hội, phá hoại hình dáng của tăng đoàn. Người dẫn đầu là Đề Bà Đạt Đa. Phật tại thế còn như vậy, huống là tăng đoàn sau khi Phật diệt độ, cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Vào đời nhà Đường là thời thịnh vượng của Trung Quốc chúng ta, cũng là thời đại Phật Pháp Hoàng Kim. Bạn xem trong Thiền Tông, Lục Tổ Huệ Năng, Ngũ Tổ đã truyền pháp cho Ngài. Nhóm sư huynh đệ và đồng tham đạo hữu của Ngài, họ không chịu phục. Họ muốn đoạt lại y bát, thậm chí muốn giết hại Ngài. Bạn xem lòng sân hận, ganh ghét của họ đã đến bước đường này. Cho nên Ngài chẳng còn cách nào, mai danh ẩn tánh trong đám thợ săn, ẩn náu hết 15 năm. Mọi người mới dần dần quên lãng việc truyền y bát. Lục Tổ đã ẩn náu hết 15 năm. Hay nói cách khác, những người đố kỵ ganh ghét này đã làm cản trở Lục Tổ hoằng pháp, đã ngừng hết 15 năm. Ở trong tăng đoàn hiện nay, gặp được một số sư huynh đệ đố kỵ ganh ghét, cản trở bạn hoằng pháp lợi sanh, đó là hiện tượng bình thường. Nếu như họ không có đố kỵ ganh ghét, không cản trở mà còn phát tâm hết lòng học Phật, mọi người đều rất vui mừng. Đó là không bình thường, cũng rất là kỳ lạ. Vì sao lại có cái hiện tượng này xuất hiện? Cho nên đối với sự và lý, chúng ta cũng phải nắm được rõ ràng, nắm được minh bạch. Thật sự chịu dụng công, thật sự chịu cố gắng, nhất định phải có thiện xảo phương tiện. Tức là lúc không có người nhìn thấy ta thì ta dụng công, lúc có người nhìn thấy thì ta hòa mình cùng với mọi người sinh hoạt, để giảm bớt sự chướng ngại. Lúc không có người nhìn thấy thì ta không nghĩ không ngừng mà tinh tấn cố gắng. Chỉ có làm như vậy thì mới được. Nếu không thì bạn muốn đạo nghiệp của bạn thành tựu là khó, là rất khó. Là vì bên ngoài có ma chướng, nội tâm có phiền não, cho nên chúng ta phải suy nghĩ kỹ. Ở thế gian này tu hành khó thành tựu thì phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thay đổi một hoàn cảnh khác.
Ở cõi cực lạc không có người làm chướng ngại bạn, không có người đố kỵ ganh ghét bạn. Tại vì sao? Vì ai ai cũng là chánh giác Bồ Tát. Nếu bạn thật sự cố gắng dụng công thì mọi người đều rất hoan hỷ. Điều thứ năm là thọ mạng vĩnh kiếp cùng với Phật bình đẳng. Ở cõi này thọ mạng của chúng ta rất ngắn, thời gian có hạn, có rất nhiều kinh luận và pháp môn phải cần có thời gian lâu dài tu học mới có thể thành tựu, mà thời gian của chúng ta không đủ dùng. Thế như nói chúng ta muốn nghe kinh, người hiện nay cùng với người thời xưa khác nhau. Người thời xưa, không nên nói quá xưa, như tuổi tác của tôi đây, cũng có sống qua cuộc sống mấy năm ở trong nông thôn. Tôi sinh ra ở dưới miền quê và lớn lên ở miền nông thôn. Năm 9 tuổi thì rời khỏi quê hương, cho nên tôi còn nhớ được rất rõ ràng. Lúc bây giờ chúng tôi ở dưới miền quê, tức là trước thời kỳ kháng chiến, như bây giờ đang ăn Tết. Bây giờ ăn Tết thì được nghỉ. Bây giờ quý vị được nghỉ mấy ngày? Được nghỉ 5 ngày thì là quá lắm rồi, rất là nhiều. 5 ngày nếu ở dưới miền quê của chúng tôi chỉ là thời gian tạm nghỉ mà thôi. Trong xã hội nông nghiệp, lúc ăn Tết là bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng Chạp, âm lịch mùng 8 tháng Chạp, hôm nay là ngày mùng 4. Bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng Chạp ăn Tết mãi cho đến ngày mùng 2 tháng 2, thời gian nghỉ một tháng mấy. Bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 12, thời gian nghỉ kéo dài gần 2 tháng. Trong 2 tháng này mỗi ngày cứ đi chơi. Cho nên cái phương thức sinh hoạt của xã hội thời đó cùng với xã hội hiện nay hoàn toàn khác nhau. Vào thời đó họ có được thời gian dài nghỉ ngơi, họ muốn thật sự dụng công có thể nghe kinh, có thể niệm Phật, có thể tham thiền, có thể mở khóa tu niệm Phật thất, hoặc là niệm Phật liên tục 7 cái thất cũng là rất bình thường, vì họ có thì giờ nhiều. Nếu không thì họ chẳng có việc làm. Người hiện nay tiến vào thời đại công nghiệp, cho nên họ tranh thủ từng giây từng phút, chẳng có thì giờ nhiều như vậy. Một bộ kinh lớn như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối mà giảng một lần, thời gian ít nhất phải mất 3.000 tiếng đồng hồ, không thể ít hơn nữa. 3.000 tiếng đồng hồ, một ngày phải giảng 8 tiếng, phải giảng đúng một năm. Ai mà có thời gian một năm đi nghe trọn bộ kinh này? Những người thời xưa thì có. Nếu gặp lúc được mùa, năm nay thu hoạch được rất tốt, thu hoạch một năm có thể nuôi sống 3 năm, thì họ có thể đi nghe giảng kinh một năm. Bởi vì suốt một năm không cần đi làm. Người thời xưa họ có thì giờ. Người thời nay thì không có thì giờ. Họ có cái cơ hội này, họ không có cái cơ hội này, cho nên muốn nghe giảng trọn một bộ kinh lớn thì vô cùng khó khăn. Trước kia có pháp sư Khai Tâm ở Đài Nam, mỗi lần pháp sư gặp tôi cũng khuyên tôi phải giảng kinh Hoa Nghiêm. Sư bảo với tôi rằng: thưa pháp sư, nếu
Ngài không giảng thì vì sao chẳng ai giảng? Tôi nói tôi cũng biết cái việc này nhưng chưa có nhân duyên. Giảng kinh Hoa Nghiêm một ngày giảng 8 tiếng đâu có ai đến nghe, không có ai đến nghe. Nếu một ngày giảng 2 tiếng quý vị phát tâm đến nghe thì là rất phi thường. Một ngày giảng 2 tiếng phải mất thời gian bao lâu mới giảng hết bộ kinh này? Phải 4 năm. Thật là không dễ. Chúng ta biết bộ kinh Hoa Nghiêm này là Long Thọ Bồ Tát ở trong Long Cung nhìn thấy bộ kinh này là lược bản. Ngài nhìn thấy là tiểu bản, còn tiểu bản của chúng ta chỉ là một nửa của lược bản. Ngài nhìn thấy đại bản kinh Hoa Nghiêm có đến 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm. Đây là kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm Kinh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thời gian vô lượng thọ. Những người ở Tây Phương thế giới ngoại trừ mỗi ngày nghe giảng kinh pháp ra, không có làm việc gì khác, cho nên họ có thời gian. Vì thọ mạng vô lượng, sở hữu Phật pháp của tất cả chư Phật đều có thể tu học viên mãn thành tựu. Cho nên ở cõi Cực Lạc tu hành Phật, tu thành Phật thì rất mau. Ở Tha Phương thế giới tu thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp hoặc là vô lượng kiếp. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu thành Phật, chúng ta từ trong kinh Di Đà, từ trong kinh Vô Lượng Thọ tỉ mỉ mà quan sát tính thử xem, đại khái cũng chỉ có 3 kiếp, 4 kiếp thì là thành tựu. Chúng ta căn cứ cái gì để tính ra? Là căn cứ trong kinh đã nói chư thượng thiện nhân. Phật nói chư thượng thiện nhân này đều là đẳng giác Bồ Tát. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có bao nhiêu? Chẳng có cách nào tính đếm mà biết được. Cho nên Phật nói chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói mà thôi. Nói không hết. Đẳng giác Bồ Tát tức là đã thành Phật, tức là đã thành viên mãn Phật. Nhân số rất là nhiều, là chiếm đại đa số. Số đẳng giác Bồ Tát đó đã thành tựu đều là trong A Di Đà Phật. Thành Phật cho đến nay 10 kiếp. Bạn xem, chúng ta ở cõi thế gian này tu hành, tu đến đẳng giác phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới thành lập cho đến ngày nay chỉ mới 10 kiếp. Trong 10 kiếp, những người được vãng sanh đến cõi Cực Lạc đã tu thành bậc đẳng giác tuyệt đối là đại đa số. Cho thấy tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ mất 3 kiếp, 4 kiếp thì đạt đến ngôi đẳng giác này, thì làm sao mà không chiếm đa số? Chúng ta từ trong con số này mà quan sát thì hiểu được ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tu hành thành Phật rất là dễ dàng. Đây là pháp môn một đời thành tựu. Lại xem một đoạn phía dưới: thử phàm phu dễ sanh đến đồng cư tịnh độ. Chữ thử này tức là chỉ cho Tây Phương Cực Lạc thế giới, là tất cả những người phàm phu rất dễ dàng vãng sanh đến đồng cư tịnh độ. Đây là cùng với Tha Phương thế giới khác nhau. Hành nhân không cần đoạn hoặc tiêu nghiệp. Hai chữ hành nhân này tức là chỉ cho những người tu học tịnh độ.
Những người cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần đoạn hoặc, không cần tiêu nghiệp trước. Tại vì sao? Vì họ là mang nghiệp vãng sanh. Đoạn hoặc rất khó, rất khó, rất là khó. Có thể đoạn hoặc thì chứng sơ quả tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Chúng ta mỗi một vị đồng tu ngồi ở đây, hôm nay quý vị có thể ngồi ở trong giảng đường này nghe giảng kinh 1 tiếng rưỡi, thật là không dễ. Bạn không nên nghĩ rằng chúng ta ngồi ở trong giảng đường này 1 tiếng rưỡi vậy thì rất dễ dàng, cứ mỗi ngày cứ đến ngồi thì được rồi. Bạn hãy ra ngoài đường phố tìm một người đến đây ngồi thử. Bạn bảo họ ngồi 10 phút, họ ngồi không yên, họ ngồi được 10 phút cảm thấy rất khó chịu thì họ lập tức chạy mất. Cho nên không có dễ đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, mọi người chúng ta là trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp cũng có tu hành, đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Bạn xem, thiện căn phước đức của chúng ta rất thâm hậu, tại sao không được vãng sanh, không thể chứng quả? Tức là chưa có lần nào có thể đoạn 88 phẩm kiến hoặc, cũng tức là nói đời đời kiếp kiếp tu hành, giống như học hành, rất là cố gắng học hành, nhưng lúc đi thi thì không đủ điểm, cũng như chưa đoạn hoặc. Từ xưa đến nay học hành chưa có lần nào đủ điểm. Nếu thi đủ điểm thì là được lên lớp 1, tức là không còn thối chuyển nữa. Cho nên từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đang học lớp mẫu giáo, chưa từng được lên lớp 1 tiểu học vì thi không đậu. Xem trong đời này vẫn là thi không thi đậu, nhưng lại gặp được một cơ hội tốt, là không cần đi thi, A Di Đà Phật cũng có thể cho chúng ta thi đậu. Đây tức là mang nghiệp vãng sanh. Hay nói cách khác, chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay có lẽ chưa từng gặp được pháp môn này, cũng có thể gặp được pháp môn này, nhưng chúng ta không thể buông xuống cái thế duyên này, hãy còn tham luyến, cho nên không được vãng sanh. Đều do hai thứ nguyên nhân này đã làm chướng ngại chúng ta. Trong đời này lại gặp được rồi thì không nên dễ bỏ qua. Chỉ cần tin sâu nguyện thiết, chấp trì danh hiệu, đây là điều kiện vãng sanh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Bạn phải tin, phải thật sự tin sâu. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Yếu Dạy nói cho chúng ta, nói đến tin, nói ra 6 điều. Một, phải tin chính mình. Hai, phải tin tha. Tha tức là Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật. Ba, phải tin nhân. Bốn, phải tin quả. Năm, phải tin sự. Sáu, phải tin lý. Thì lòng tin này mới thật sự tin. Sau khi tin rồi thì phải phát nguyện. Người thông thường muốn phát nguyện, vì sao phát không nổi? Vì không thật sự tin. Vì sao không thật sự tin? Vì đối với trạng huống của Tây Phương Cực Lạc thế giới không nắm được rõ ràng,
không nắm được minh bạch. Nếu thật sự nắm được rõ ràng, nắm được minh bạch rồi, thì phát cái nguyện đó rất khẩn thiết. Tại vì sao? Vì cõi cực lạc rất là tốt. Bạn xem những người hiện nay chúng ta, bất luận là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc, mỗi một người cũng muốn mình có một hoàn cảnh tốt để cư ngụ, có một hoàn cảnh tốt để làm việc. Bây giờ thế giới rất tự do, cho nên cũng có người nghĩ đến di dân, xem ở nước nào có một hoàn cảnh tốt để cư ngụ, có hoàn cảnh tốt để làm việc, thì nghĩ ra phương biện pháp di dân đến nước đó. Nếu như thật sự biết được hoàn cảnh sinh hoạt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là một hoàn cảnh tu học tốt nhất ở trong tất cả chư Phật sát độ, tôi nghĩ rằng bạn nhất định sẽ tìm biện pháp đi đến cõi cực lạc. Đây là chân chánh phát nguyện, trì danh là hành, tức là niệm Phật. Cách niệm Phật dễ dàng nhất là chấp trì danh hiệu. Thấp đến 10 niệm đều được vãng sanh. Đây là nói thấp nhất. Tu thập niệm pháp, cái 10 niệm này có hai cách nói. Một là lúc lâm chung 10 niệm, hai là lúc bình thường 10 niệm. Lúc bình thường tu thập niệm pháp này vào năm xưa, đời nhà Thanh, thời đại năm Càn Long, có pháp sư Từ Vân Quán Đỉnh truyền dạy cho mọi người thập niệm pháp. Đây là ngài chỉ dạy thay cho khóa tụng sáng tối, tức là hết một hơi thở gọi là một niệm, sáng tối niệm 10 hơi. Trong một hơi niệm Phật nhiều hay ít cũng được, bởi vì thể chất của mỗi một người khác nhau, hơi có dài ngắn cũng khác nhau. Phải niệm 10 hơi. Những người dùng cái phương pháp này cầu sanh tịnh độ rất nhiều. Hồi năm ngoái tôi cũng có truyền dạy tu thập niệm pháp. Cái thập niệm pháp này tôi dạy niệm 10 câu Phật hiệu. So với phương pháp truyền dạy của pháp sư Quán Đỉnh thì dễ hơn và đơn giản hơn. Pháp sư Quán Đỉnh truyền dạy cho chúng ta một ngày sáng tối phải niệm 2 lần, còn cái phương pháp của tôi truyền dạy cho mọi người một ngày phải niệm 9 lần, rất dễ dàng. Niệm một lần không tới một phút, nhưng một ngày phải niệm 9 lần mới có hiệu quả, thì nhất định được sanh. Vĩnh ly chư khổ, vị đăng bất khối, nhất sanh bổ xứ, bất khả từ nghị. Đây là sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thật thật tại tại mà nói. Tính nguyện hành của chúng ta, nếu thật sự đắc lực thì ngay bây giờ thật sự đã đạt được, thật sự đã đắc lực thì ngay bây giờ lìa khổ, cho nên lìa khổ được vui. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới dĩ nhiên là lìa khổ được vui, thì ngay bây giờ đã đạt được. Nếu bây giờ bạn tu hành vẫn còn cảm thấy rất khổ, thân tâm không được an lạc, hay nói cách khác, đó là công phu của bạn không đắc lực. Cũng tức là nói tính nguyện hành của bạn nhất định là có vấn đề. Nếu bạn tu hành như lý như pháp thì hiện tiền bạn nhất định là được tâm an lý đắc, nhất định là
lìa khổ được vui, ngôi vị bất thối, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên chứng tam bất thối. Hiện tại lòng tin được kiên cố, quyết định vãng sanh, đó cũng là bất thối chuyển. Nhất sanh bổ xứ, tức là chỉ cần một đời thì chứng đến đẳng giác Bồ Tát, không cần hai đời. Cái pháp môn này là từ sơ phát tâm đến thành Phật, một đời thì giải quyết được hết, thật là bất khả tư nghị. Là trong tất cả mười phương thế giới chẳng có, cho nên ngàn kinh môn luận đều tán thán, đây đích thật là trong mười phương tất cả chư Phật sát độ đều chẳng có, duy chỉ Tây Phương Cực Lạc mới có, ở trong chư Phật sát độ chẳng có. Cho nên ở trong tất cả kinh luận đều tán thán, đạo lý thì tại chỗ này. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.